Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay là tin bão khẩn cấp cơn bão số 3. Thưa quý vị và các bạn, vào rạng sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, chính thức là cơn bão số 3. Sau đây sẽ là bản tin cập nhật chi tiết vị trí hướng đi của cơn bão này. Lúc 5 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 110,9 độ kinh Đông, nằm ở phía đông nam đảo Hải Nam của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km và có khả năng sẽ phát triển mạnh thêm. Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ vĩ Bắc, 100,7 độ kinh Đông trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vị trí 15,5 đến 20 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 107 độ kinh Đông. Vì vậy, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 12 giờ đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 8 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc, 105 độ kinh Đông trên đất liền ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Vùng biển phía tây, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 4,5 m, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông có gió tây nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành cơn bão số 3, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực mưa lớn tập trung ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng. Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ nay đến ngày 8 tháng 7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.
Từ ngày mùng 9 đến ngày mùng 10 tháng 7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 34 độ. Từ đêm nay đến ngày 8 tháng 7, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Riêng từ ngày 13 đến ngày 14, có nơi nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực đồng bằng trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng đồng bằng từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ đêm nay đến ngày 8 tháng 7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7, có mưa rào và dông vài nơi. Vùng núi đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực đồng bằng, ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 trời nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ đêm nay tới ngày 11 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nắng nóng diện rộng chấm dứt. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Từ đêm nay đến ngày 10 tháng 7, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 12 tháng 7 có nắng nóng. Sang đến thời tiết các tỉnh Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ đêm nay đến ngày 11 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 11 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi.
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến đông nam cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Bắc biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông đến đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 3 cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông có gió mạnh cấp 5, sau đó tăng lên cấp 6 giật cấp 8 biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông đến đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 3 cấp 4. Đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng giữa biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng Nam biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây để hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.